Hello chào các bạn, mình là Sơn Video. Hôm nay mình sẽ làm video review skin súng có tên là Sắc Tố nha các bạn ơi. Đó chính là 15 Sắc Tố với cả AK Sắc Tố nha các bạn. Một skin trong là kim cương nhận free, một skin trong và cái màu thì các bạn ơi. Đó, mình sẽ quay hai skin này và mình sẽ làm video test cho bạn xem sức mạnh skin là như thế nào nhá. Ok, nhưng mà hết kim cương rồi. Trời ơi, nghèo thế nhở. Mùi nghèo vậy? Không thôi, mình đùa các bạn thôi. Mình có kim cương trên shop của mình nha. Bây giờ mình sẽ vào shop Subi.com quay kim cương nha các bạn ơi. Đó, kim cương thì có vẻ thiếu đấy các bạn ơi. Nhưng mà kim cương trong shop của mình không bao giờ thiếu đấy các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ quay trong shop của mình nha. Thì mình có 1 triệu trong tài khoản này, bây giờ sẽ quay luôn nhá. Vòng quay kim cương 15 trong shop của mình này các bạn ơi. Quay thôi nào, bao nhiêu cương đây, bao nhiêu kim cương đây. Cái gì đấy, 9.909 cương này các bạn ơi. Trời ơi, mới có một lượt thôi mà. Một lượt mà 9.909 cơ á. Trời ơi, may mắn vai. Lời có may mắn mà, 5.909 cương là may mắn rồi, còn gì nữa. Đúng, trời đúng. 9k một lượt quay mà dư kim cương thế này. Trời ơi, mình quay 2 lượt có 18k thôi mà rất là nhiều kim cương các bạn ơi. 2.909 cương này các bạn. Ôi dồi ôi, từ không quay, không quay nữa. Như vậy là rất là dư kim cương các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ rút trước kim cương và nick của mình nha các bạn. Và các bạn đừng quên vào ngay số kim cương của mình để có thần những cương giống như mình nhá. Link shop mình sẽ để dưới mô tả nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì vào rút thôi nào. Kim cương đã về nick, quay thôi nào. À khoan, nhận skin 15 trước nha các bạn ơi. Đây, skin này tăng một set thương và một tốc độ di chuyển. Ui, lần đầu tiên mình skin tăng tốc độ di chuyển thì các bạn ơi. Hay là nó ra nhiều mình không biết nhở. Ừ, ok, nhận trước skin này nha, trang bị vào luôn này các bạn ơi. Rồi, với cả quay AK nha các bạn ơi, để xem là AK bên cương nha. Đó, không biết là với 1k9 cương mình rút trước thì không biết là có quay được không nhở. Ừ, ok, mình sẽ bỏ cái này đi. Với cả cái bông keo là mình có rồi này các bạn ơi, bỏ luôn. Trời ơi, cần gì bông keo đâu, quay được các bạn ơi. Mình cần AK cơ, rồi hy vọng là ra thật sớm một xíu hay là lượt cuối mới ra đây. Trời ơi, nghĩa lượt cuối mới ra đấy, bởi vì là chắc chắn là sẽ vậy mà. Ui ôi, cái này đẹp nhở. Mình sẽ trang bị ở luôn các bạn ơi. Hòm xác, đồ ăn chung. Ok, nhớ để tí nữa trang bị nhá, mình sẽ là mình quên các bạn ơi. Xe máy thì mình sẽ không review đâu, bởi vì là mình sẽ thử chiến với các bạn. Đó, ôi, không ra cái AK luôn. Đây, AK này các bạn ơi. Trời ơi, lực của mình ra không sao, cho là kim cương mình nhiều mà. Kiểu là không ra thì quay tiếp, lo gì đâu. Đó, ok luôn. Rồi, trang bị hai skin kia vào nha các bạn ơi. MB Nam Sắc Tố nè, với AK nữa, AK nữa, AK nữa. Thì mình thấy chỉ số khẩu này nó cũng mạnh mà. Tăng hai tốc độ bắn các bạn ơi. Ừ, ok, trang bị luôn các bạn, nhìn cũng đẹp nhở. Ừ. Rồi, với hồng sắc nữa nhá, đã lại quên. Hòm xác này chỉ là phụ thôi các bạn ơi, còn AK với M5 là chính các bạn. Ok, bây giờ thì vào game để review kết thúc là các bạn ơi, let's go. Ok, mình đã vào trận đấy các bạn ơi. Và xem đến giờ các bạn đừng quên cho mình xin một like để kênh. Và đừng quên bấm chuông các ký để nhận thông tin video nha. Đừng xem chuồn nha các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ giữ tiền round này và mình sẽ lên kia để bắn bằng USB nha các bạn ơi. Chứ mà kiểu bây giờ mình mua súng ý, mình sợ tí nữa không đủ tiền mua M5 các bạn ơi. Mặc dù M5 là rẻ các bạn, nhưng mà thôi cứ giữ tiền nha. Ok luôn, mà không biết là có AK không nhở. Ui vay, mình có lựa đạn ngu người quá nhở. Tí mình có lựa đạn mình bật cơn đô lên. Mời đế. Ủa mình làm trò gì vậy? Ủa nó tính làm gì đây? Ui ôi, nó tính các khía sao vậy các bạn ơi? Xong mình đồng đội mình bán rồi này. Trời ơi mà quang lựa đạn kiểu gì thế này, bóp quá các bạn. Đã có 15 thì tí nữa là mình sẽ nâng cấp lên 3 chip nha các bạn ơi. Chứ hiện tại là hết tiền rồi ý. Trời ơi, không đồng mua được cái gì đâu. Ok, đây đây đây. Ui ôi, ui ôi, kéo tâm kiểu gì thế này nhờ. Trời ơi, ui ôi, ui, mình hết máu rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình đã tìm lên đây nhật thính các bạn ơi, nhưng bị nó cả này. Trời ơi, ok luôn, một đứa. Quá, ôi đừng có lại rồi nào, rất snoot nó rồi các bạn ơi. Từ nhật thính đã nhá, lên vào skip đã nha các bạn. Mình sẽ xuống thanh bo nha. Rồi, nói chung là, thầy còn đứa đang đứng bên kia các bạn ơi. Từ bây giờ mình sẽ kiểu như là xuống thanh bo nhá, mặc kệ nó nha các bạn. Bây giờ là mình không muốn đối đầu với nó đâu, mình sẽ đi thanh bo nha. Mình ngồi dầm nãy giờ để đợi cho bo vào các bạn ơi, và nó cũng không có xuống tìm mình ít. Thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị thanh bo nha. Úi dồi ôi, thanh bo giành thắng nha các bạn ơi. Tí nữa test xuống tiếp nhá. Ok luôn. Và tí nữa là mình sẽ mua thêm AK này các bạn ơi. Không thể quên AK sắc tố nha các bạn đó. Hôm nay là mình sẽ test hai khẩu này là chính nha. Mới là sắc tố và AK sắc tố nha các bạn ơi. Ok luôn. Thì bây giờ là mình sẽ mặc kệ đồng đội mình bên trên và địch bên trên các bạn. Thì bây giờ là mình tanh bo nhá. Ui ôi, đồng đội mình bắn đi các bạn ơi. Trời ơi. Không ai cứu được các bạn đâu. Trời ơi. Bây giờ để cho mình lo cho, để cho mình tanh bo giành thắng cho. Ok luôn. Đó, yên tâm tưởng mình đi. Đó, thế đừng quên cho mình xin một like để cổ vũ mình nhá. Đó, kỳ cũng thắng thôi, bo đẹp mà. Với cái làm của màu siêu cấp rồi các bạn ơi, là sao mà thua được. Đó, ui dồi ôi, kiểu gì cũng thắng mà kiểu gì cũng thắng luôn, không điêu các bạn luôn nha. Ui dồi ôi, tự tin thẳng lắm đấy. Mà thua là rất là quê mùa luôn ấy. Hay không đây, ui dồi. À, ok, vẫn thắng này các bạn ơi, tưởng là Lộc sẽ chơi bỏ lắm chứ. Tuổi con ngăn con. Không sao, cho là sắt bằng super đó. Hay không liền, ui dồi ôi,
Mà tanh bờ này các bạn ơi, có lên tanh bờ không nhở? Mình đã nâng cấp lên 15 ba chim này các bạn ơi, nhưng mà nhận ra là không AK này các bạn. Trời ơi, vãi cả đái. Trận này đen vãi không AK này, có mỗi 15 này các bạn. Thủi ui, thôi có gì tính nữa là mình sẽ xét trận mới đi với AK sau nha. Ok, tập trung ở 15 trước nha các bạn ơi. Ok, lấy lóc thôi nào. Úi dồi ôi, mình sẽ là hay gặp keo thôi nha. Bởi vì là mình biết lấy lóc là hay gặp keo này rồi ấy. Chứ trước là mình cần đảm bảo keo thôi à. Còn bên kia là mình biết là hay gặp keo rồi, còn bên này là mình cần đảm bảo keo thôi. Mình sẽ là lên thôi nào. Đó, hay gặp keo lấy là đơn giản luôn ấy. Đấy, bây giờ keo thường cũng lên đơn giản mà. Kiếm mấy này đeo dễ mà các bạn ơi. Thế nên là mình dễ cản ấy. Úi dồi ôi, để xem này có em không nhá. Thì kính cầm súng này nó chạy nhanh mà nhờ, thật sự là mình không cầm nhờ. Úi dồi ôi, đây. Úi dồi ôi, tên màu vàng là sao? Trời ơi. Mà tên này cơ mà chết à? À đây, màu đỏ. Ốc trên cho không chết nó. Không cả được nói các bạn ơi. Trời ơi. Ôi, nó bắt là team mình này. Bình tĩnh. Có Supi ra đây. Úi dồi ôi, team mình toang ở nhau hay sao vãi, chứ cả team mình rồi này. Ôi trời ơi. Ok, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn trả lời thù cho các bạn nhá. Đây, có Supi đây mà, lo gì đâu. Úi ôi, trúng luôn. Ngó đầu ra nào, đây rồi, vỡ đầu này. Úi dồi ôi, không trốn đi mà lại nghe lời mình thế nhờ. Úi dồi ôi, thần giao cách cảm hả chơi. Ok, có một đứa đấy các bạn ơi, đây. Này, ơ kìa, chứ hồi lại cứu đấy các bạn. Cứu đi nha, tí nữa đi ra đây là chết mình luôn. Đấy, úi dồi ôi, vừa nói xong. Ok, được cuối các bạn ơi. Này, úi ôi, hơn trăm máu còn sống làm gì nữa. Úi ôi. Cái gì vậy? Chết rồi, vẽ hết đạn này, trời ơi. Cái... đen thì là cùng các bạn ơi. Chết, mình còn chưa gạt ý. Có khi bây giờ lại cứu biết ngay mà nó cứu rồi này. Trời ơi, hết đại vô dụng luôn đấy các bạn ơi. Thường sao, nói chung là ý chơi mà các bạn ơi. Thì bây giờ là tank boy nhá. Hết đại tank boy các bạn ơi. Chứ sợ là mình bắn đỉnh quá lại cân bốn mất thì toang. Thành ra là bây giờ mình sẽ tank boy nha. Chặt ý chơi đấy các bạn ơi. Muốn mình tank boy ấy. Ok thôi, úi dồi ôi, đừng đấy à. Mình có biết bê nha, cẩn thận bạn ơi. Úi từ sao cái đứa kia là đứng ở sau ở đấy nhở, không ra tìm cách giết mình đi mà vẫn trốn đằng ý nhở. Nhiều lắm à, thì mình sẽ bắn USB nhá, hết đạn 15 rồi. Trời ơi, rồi triple kill rồi này. Bạn chui đầu ra đi cho mình qua kia tất nào. Khỏi tanh bo luôn, nhưng mà bạn đã không chui đầu ra này. Ui vãi, để chết boy kia chui vào kìa, đần thế nhờ, ngáo ngơ vậy sao. Úi giời ơi. Có được qua kill ấy, trời hơi tiếc nha. Súng này chỉ số cũng khá là ok các bạn ơi, có thể là cứ gọi để nhận nhá. Thì bây giờ là mình sẽ bắn nhanh round này để tí nữa là mình sẽ trận với review AK nhá. AK này thôi chưa được cầm vào các bạn ơi. Trời ơi, kiểu như là có khi bây giờ kiểu trận này có 15, trận kia lại chả có 15, trận kia lại có AK các bạn ơi. Kiểu game nó thế các bạn, trời ơi. Kỳ lạ thật. Rất thật sự luôn á, ok luôn rồi. Còn mấy đứa đằng kia các bạn từ khi kiểu đứa này đây biết ngay mà. Đây này. Ui, vỡ đầu này. Ơ kìa, không nhìn nhá. Ui vãi, một đồng máu vào đầu rồi nhưng viên cuối lại là vào người các bạn ơi. Trời ơi. Thôi sao, là cho ăn kia là được rồi. Thì bây giờ là mình sẽ ra kia xử lỗi hai đứa kia nhá, để qua kill luôn đi các bạn ơi. Đấy này, ui xuống bắn nhanh ấy nhở. Trời ơi, à đâu, do có chip bắn mà các bạn ơi. Thế là bắn nhanh là phải ấy, chứ không phải đó là skin. Trời ơi, chip ba mạnh mà các bạn ơi, bắn tí là chết rồi ấy. Ok luôn, còn được cuối đăng này nè. Ôi vay, mình chia tay, có nhầm vào nhà. Trời ơi, đã đứng ở sau cái tường kia sao ấy các bạn ơi. Mình lại có nhầm vào cái nhà ấy, trời ơi. Trượt tay quá. Dừ, bây giờ là mình sẽ lên trên máy bắn nó nhé các bạn, cho nó bất ngờ nhá. Nó sẽ không nghĩ mình lên trên máy đâu. Đó, ok luôn. Chùm leo trèo, đó, ok. Này, ơ kìa, lại vào người nhưng không vào đầu nhở. Vào đầu viên cuối là đẹp ngay, ơ kìa, lại vào người. Nào, đi ra cả chết bọ, đấy này, ok. Thì bây giờ là mình sẽ sang trận mới để review AK nha. Quyền AK lấy giờ ấy, trời ơi, muốn dùng AK lắm rồi đấy. Ok, thì mình đã sang round 3 này các bạn ơi. Và mình đã cầm trên người đó chính là khẩu AK sắc tố nè. Bây giờ là mình sẽ lên kia bắn trải nghiệm cho các bạn xem nha. Thì mới ra vừa nãy là mình kiểu vừa bắn rồi bị văng game với các bạn ơi. Game lag vãi, văng game hoài cả 3 round với các bạn. Thế nên là sang round 4 nhá. Ok luôn. Và nốt round này để kết thúc video thôi nào. Để xem là sức mạnh AK như thế nào nhá. Đây. Ui dồi ôi, ui, kéo tâm kéo thấy cảm giác dễ vãi. Ừ. Mình cảm giác kéo dễ vào đầu hơn một khẩu AK kia các bạn ơi. Ừ. Ui dồi ôi. Thì mọi khi là mình hay dùng AK ta sẽ thương cơ, mà hôm nay mình lại dùng AK tăng tốc độ bắn các bạn ơi. Đó. Ui dồi ôi, tăng tốc bắn cũng phê mà đúng không. Đó, ok. Thì bây giờ tìm ba đứa con đại nhá. À đây có AK này. Ui dồi ôi, chắc là địch bất lực lắm đấy các bạn ơi. Bởi vì là mình thắng 3-0 rồi, không kiểu như là địch không thèm bắn đâu các bạn ơi. AK ấy, trời ơi, ok. Ba đứa rồi này, ớ kia kìa. Ui đau nha, bình tĩnh bạn ơi. Hồi mau đã ở nào làm gì làm nhá, trời. Bình tĩnh nhanh.
À đây đây đây, úi dồi ôi, tí vào đây làm gì? Đây đây, này này, úi dồi ôi, không biết chạy đi lại vào đây tìm mình, úi dồi ôi. Đó, nói chung là sức mạnh của khẩu AK này thì cũng khá là ngon đấy các bạn ơi. Cũng kiểu hợp lý với số tiền bỏ ra, tầm một cái bảy kim cương. Đó, ok, chắc bây giờ là mình sẽ dừng video nha. Và nếu mình cho xin một like kênh nhá. Và đừng quên bấm chuông đăng ký để nhớ thêm video các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các trong các video theo nha. Bye bye.